Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhá. Hôm nay em lên để các bác một em họa mi lông lá nó không được đẹp cho lắm các bác nhá. Và điện đóm thì đang lên các bác nhá. Chim đuôi xòe rất là to luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Chim thì rất là thuần các bác nhá. Đầu mặt đẹp, bóng bộ đẹp. Anh em mà chăm xong vụ lông này thì đảm bảo với các bác có một em xòe rất là VIP các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho anh em mình chơi em này thôi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Ngoài chim ra thì nhà em có cả cám chim các bác nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em nha các bác nhé. Mời các bác ngắm clip em nói nhé. Chim rất là thuần rồi. Các bác thấy bản đuôi rất là to các bác nhá. Đây là con chưa ra hết form đấy, bởi chim vẫn chưa căng hẳn đấy. Em này thì không một tật lỗi nhỏ các bác nhá. Đuôi rất là to luôn các bạn. Em quay cho anh em xem đầu mặt của... Đây đầu mặt của em nó đây coi nhá. Quay cho các xem chân nhá. Đấy, chim rất là thuần này coi nhá.